Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã Thuận lại uh, trở lại để mà tiếp tục chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay đã Thuận cũng sẽ cố gắng để mà sâu chuỗi lại một số những thông tin để mà chia sẻ cảm nghĩ của Thuận hiện bây giờ về uh, tình hình chung. Tại vì hàng ngày đây chúng ta thường nói tới thông tin này, thông tin kia nhưng mà nhiều khi những thông tin này đó khi mà không sâu chuỗi lại hay là khi mà chúng ta nghe hôm nay và hôm qua đó thì chúng ta thấy được là có nhiều cái thông tin nó có thể là không có chùm khớp với nhau thậm chí là đối đầu với nhau thì tại sao như vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa và đương nhiên chúng ta cũng sẽ nói tới những thông tin nổi bật trong thị trường crypto ngày hôm nay nhưng mà trước hết thì cũng như thường lệ chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã kết thúc như thế nào thì các bạn đã thấy được là kết thúc hôm nay lại là tiếp tục một màu xanh cả ba chỉ số đó các bạn nhìn thấy được là Dow Jones S&P 500 và Nasdaq thì đều tăng trưởng là khoảng chừng là 1% ngày hôm nay tiếp tục là một ngày có sự hồi phục và thậm chí hiện bây giờ đó pre-market trong tương lai đó thì vẫn đang xanh Các bạn nhìn thấy được là Dow Futures S&P Future và Nasdaq Futures thì đều đang xanh trở lại và các bạn có thể nhìn thấy được là vàng hôm nay ra thì cũng tiếp tục hồi phục nhẹ lại vẫn dưới 1700 đô bây giờ là 1658 đô cho một ounce vàng còn về dầu thì sao dầu đó thì vẫn như vậy khoảng chừng là 84 85 đô chúng ta thấy cái mức này trong vòng vài ngày qua rồi còn crypto thì sao crypto đó thì nói chung các bạn nhìn những năm lớn đó ngày hôm nay so với giá ngày hôm qua thì đã đi xuống thêm một ít khoảng chừng là 1 tới hai phần trăm tùy theo các bạn nhìn vào đồng nào và cả thị trường crypto ngày hôm nay đó thì cũng không có sự tiến triển nhiều thậm chí chúng ta được là tổng số vốn hóa nó giảm một 4%. Thì hôm nay là một ngày mà crypto đó có cái sự thụt lùi một chút Nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm Một ngày mà cũng không có nhiều cái sự sôi động Về giá cả của BTC Cũng như là nhiều những cái altcoin lớn Nhưng mà chúng ta hãy nói tới một số Những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay Trong thị trường tài chính nói chung đi Thì chúng ta sẽ nói đến Hoa Kỳ trước Các bạn thì được là chúng ta nhìn thấy nha, Mới đây đó là những cái chỉ số Đều là xanh Thì tại sao vậy? Tại vì có một số những yếu tố Nhưng mà yếu tố mà tôi cảm thấy là Quan trọng nhất ngày hôm nay đó Chính là chúng ta tiếp tục nhận được nhiều cái báo cáo tài chính tốt à, trong tuần này Các bạn đã biết là tuần này là tuần bắt đầu là những công ty lớn đó, bắt đầu là báo cáo tài chính quý 3 của họ lợi lỗ ra sao Và hôm qua đó bắt đầu cũng rất là tốt Chúng ta nhìn thấy được là hôm qua chúng ta nghe những ngân hàng lớn đó giống như là ngân hàng Bank of America và Bank of New York Mellon À, đều cho thấy là cái quý ba thu nhập rất là tốt Và hôm nay chúng ta cũng có một ngân hàng lớn khác đó Cũng thông báo thu nhập cũng rất là tốt luôn Đó chính là Goldman Sachs Và họ đã thông báo thu nhập là tốt hơn là ước tính của nhiều nhà đầu tư Tuy nhiên họ vẫn có thu nhập thấp hơn là trước đây nhưng mà vẫn tốt hơn là ước tính Và cái cổ phiếu của họ đã tăng 2.3% Và các bạn có biết là ngay cả một trong những công ty mà cái quý vừa rồi tơi tả luôn trên nền Netflix Thì hôm nay thông báo quý 3 đó thì vẫn thấy được là quý 3 đã tốt hơn là ước tính Họ nói đó là công ty của họ đã có thể thêm 2,41 triệu người dùng và con số này đã, đã, cao hơn là con số ước tính là một triệu người dùng và sau khi có thông tin này đó họ đã thông báo sau khi mà chứng khoán đóng cửa nhưng mà vẫn dẫn đến là cổ phiếu Netflix tăng 14,38% thì nói chung tuần này đã bắt đầu rất là tốt các bạn thấy được những công ty đó thì luôn ra những cái thông tin tốt trong tuần này chúng ta vẫn còn một số thông tin sẽ thông báo quý ba và chúng ta chờ đợi nhất đó đối với thuận những bài nào mà thích crypto thì sẽ chờ đợi cái thông báo đến từ Tesla trong tuần này Chúng ta sẽ biết cái thông tin liên quan đến quý 3 của Tesla đó vào ngày mai sau khi mà đóng cửa thị trường à, và khi mà có thông tin nên tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại vì nhiều bạn sẽ muốn biết là Tesla vẫn đang lưu trữ con số là khoảng chừng 9.720 BTC đó thì họ đã làm gì với con số Bitcoin đó họ có bán hay là mua thêm hay là không khi mà có thông tin thông tin chức định chia sẻ với các bạn và chúng ta thấy được là ngoại trừ những thông tin này ra đó thì làm cho thị trường nó lạc quan hơn một chút nhưng mà nói chung đó, thì tâm lý phần lớn thị trường vẫn đang rất là lo sợ chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó được thống kê bởi CNN Business thì vẫn cho thấy được là chúng ta nằm ở con số là 34 có nghĩa là sợ hãi hiện tại và một tuần trước đây đây chúng ta nằm trong thời kỳ là cực kỳ sợ hãi lúc mà chúng ta thấy được là có nhiều cái sự lo lắng à, liên quan đến à, cái sự căng thẳng chiến tranh giữa nga và ukraine tiếp tục là có sự lo lắng liên quan đến trung quốc và đài loan rồi thêm vào đó là cái sự hỗn loạn của thị trường trái phiếu của nước anh tôi như rồi đầu tư mà có rất là nhiều sự lo lắng tuần này đỡ hơn một chút nhưng mà chúng ta thấy được là tâm lý phần đông vẫn đang lo lắng hiện tại và đó là chúng ta thống kê thị trường tài chính nói chung nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào crypto nói riêng đó tính riêng BTC thì các bạn sẽ thấy được là hiện bây giờ chỉ số là 23 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi hôm qua cũng như vậy tuần rồi cũng như vậy tháng rồi cũng như vậy luôn thì thị trường crypto này đã vẫn đang nằm trong tình trạng là cực kỳ sợ hãi thị trường stock thì đang nằm trong thời kỳ là sợ hãi và thêm vào đó đó điều thú vị hơn là các bạn thấy được là tuy trong tuần này đó chúng ta đã thấy là nhiều ngân hàng lớn một số công ty có cái quý bà tốt hơn là ước tính nhưng mà nhiều CEO đó của Forward thì họ không quên nhắc nhở cả là chúng ta nên chuẩn bị đối đầu với một cái suy thoái tài chính ngay cả các bạn thấy được là hôm nay đó Goldman Sachs à, ngân hàng mà thân dư chia sẻ với các bạn là có cái à, thu nhập quý 3 tốt hơn được ước tính á thì họ vẫn không quên nhắc nhở mọi người à, là Goldman Sachs nghĩ là có nhiều khả năng chúng ta sẽ xảy ra một cái cuộc suy si thoái cho nên chúng ta và đến lúc là phải cẩn thận và những câu nói này đó, chúng ta đã nghe cũng khá là quen rồi tại vì tuần vừa rồi đó CEO của ngân hàng Chase cũng đã nói cái điều tương tự à, đó chính là chúng ta có khả năng sẽ có suy si thoái trong vòng 6 đến 9 tháng. Cái điều thường cảm thấy thú vị hơn ở đây đó là các bạn biết là theo lý thuyết đó thì chúng ta đã đi vào suy thái rồi. Hai quý GDPM đó là một trong những cái cách mà người ta đo lường suy si thoái tài chính căn bản nhất nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta biết là về phương diện chính trị thì có nhiều cái yếu tố Cho nên bây giờ đó thì ở bên chính quyền của Tổng thống Joe Biden thì vẫn chưa công nhận là có một cái suy thoái tài chính Còn về bên Cục Liên bang của Hoa Kỳ đã phép đó, Fed thì họ tránh né không muốn trả lời câu hỏi liên quan tới suy thoái tài chính thì sự thật là như thế nào thì lúc nào cũng như vậy đó thường muốn uh, chia sẻ nhiều góc cạnh để các bạn uh, hiểu thêm về tình hình tài chính nói chung uh, nhất là chúng ta đều là cái sự ảnh hưởng uh, đến từ Hoa Kỳ và đặc biệt là chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng của thị trường tài chính Hoa Kỳ với thì crypto cho nên uh, những thông tin này đó, đã nghĩ là sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm uh, về tình hình chung là như thế nào thì khi mà chúng ta nhìn những thông tin này đó nó có nhiều cái sự đối lập giống như các bạn thấy được là một bên thì nói là chúng ta đang có uh, cái uh, phần trăm thất nghiệp rất là thấp một bên thì nói là chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính và người ta mới mang việc làm. Một bên thì nói là thu nhập quý bà rất tốt nhưng mà ngược lại cũng là những người đó nói là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính. Nhưng mà một bên thì nói chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính rồi. Thật ra đó là như thế nào? Thì lúc nào cũng như vậy, trong... Uh, Đầu tư đây chúng ta cần phải nghĩ đến lợi nhuận và rủi ro. Và lúc nào cũng như vậy đó, các bạn đang đầu tư thì các bạn có rủi ro của đang đầu tư, các bạn không đầu tư bây giờ lưu trữ tiền mặt đó các bạn cũng đang có rủi ro là lưu trữ tiền mặt. Cho nên lúc nào đó thì các bạn cũng phải nghĩ đến hai chiều. Thứ nhất là nếu như mà các bạn đang đầu tư hiện bây giờ đó thì có cái rủi ro nào mà các bạn chưa có nghĩ đến mà có thể xảy ra. Và nếu như mà các bạn đang lưu trữ tiền mặt hiện bây giờ đó thì các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến là có cái lập luận nào mà các bạn chưa nghĩ đến là có thể là các bạn đã sai rồi. Mặc dù là thị trường bây giờ đó tâm lý đang rất là ảm đạm nhưng mà có thể là các bạn đang sai, đã lưu trữ tiền mặt. Trong khi đây là một trong những cái thời điểm mà có nhiều cơ hội thì những cái giả thuyết đó các bạn chưa nghĩ đến là gì các bạn cần phải suy nghĩ cả hai chiều luôn và điều quan trọng hơn đó là khi mà các bạn suy nghĩ đến những cái khả năng đó đó thì các bạn sẽ có sự chuẩn bị và khi có sự chuẩn bị rồi đó thì các bạn khi mà có sự kiện xảy ra các bạn mới có thể là đối phó và các bạn mới có thể giữ vững tâm lý được giống như là chúng ta thấy Mike Tyson đã từng nói là cú đấm nó cao không phải là cú đấm mạnh nhất mà là cú đấm mà chúng ta không thấy đó chính là điều mà tôi muốn uh, chia sẻ với các bạn ở đây cho nên tôi sẽ chia sẻ một số những cái thông tin để các bạn có thể thấy được à, tuy là chúng ta thấy hiện bây giờ đó, đương nhiên đang còn có rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến chính trị liên quan đến kinh tế vĩ mô mà chúng ta không thể biết được kết quả như thế nào chúng ta nói tới mới đây đã liên quan đến sự căng thẳng giữa hoa kỳ Trung Quốc và Đài Loan, chúng ta cũng vừa nói tới cái sự căng thẳng vừa chiến tranh giữa nhau và giữa khoe, thì vẫn chưa có ngày kết thúc và chúng ta vẫn thấy được là có nhiều cái sự kiện đang xảy ra mà không ngờ đến, giống như tuần vừa rồi liên quan đến nước Anh hỗn loạn sau khi mà à, chúng ta được là Thủ tướng Liz Truss muốn giảm thuế đã dẫn đến hỗn loạn trong thị trường tài chính như thế nào và chúng ta được là hôm nay đó lại có thông tin là ngân hàng trong nước Anh họ sẽ bắt đầu bán tổng cộng là 80 tỷ đô la bản ngành trái phiếu bắt đầu tháng kế tiếp, nghĩa là ngày 1 tháng 11. Trước đây đây thì có một số những tin đồn là sau cái sự kiện hỗn loạn tài chính tuần gì rồi đó, thì có thể họ sẽ trì hoãn về việc là bán cái số lượng công trái phiếu này. Nhưng mà bây giờ họ nói là không, họ sẽ bán cái số lượng trái phiếu này. Thì đương nhiên đây là một cái hành động tương tự như là Fed khi mà họ bán trái phiếu, họ sẽ thu về tiền. Có nghĩa là động thái siết chặt nguồn tiền thì chúng ta vẫn chưa biết được là thị trường sẽ phản ứng như thế nào với những thông tin như thế này hôm nay thì cũng chưa có gì gọi là phản ứng quá mức với cái thông tin này nhưng mà các bạn thấy là ngân hàng trung ương của khắp nơi đó thì đã bắt đầu có nhiều hành động rồi những ảnh hưởng liên quan đến kinh tế vĩ mô như nào đó chúng ta vẫn đang chứng kiến hàng ngày cho nên có nhiều yếu tố thường biết chúng ta sẽ không thể nào mà quản lý được và cũng không thể nào mà biết được kết quả sẽ ra sao nhưng mà mặt khác chúng ta lại nhìn thấy những cái thông tin khá là thú vị đây các bạn giống như, như hôm nay đó thường đọc cái thông tin liên quan tới Rolls Royce thì Rolls Royce uh, sẽ đưa ra một cái uh, dòng xe dòng xe này đó là chạy bằng điện và cái giá cũng uh, rất là mắc tiền 413.000 đô là một chiếc xe không hề rẻ đâu các bạn thì 413.000 đô này đó là cho cái chiếc gọi là Spectre của Rolls Royce là một trong những chiếc xe điện có hai cửa và điều thú vị hơn đó là các bạn thấy được là cái uh, Xe điện này đó được nói tới ngày hôm nay, được công bố hôm nay bởi công ty Rolls-Royce nhưng mà đã có là 300 người mua ở Hoa Kỳ đó đã đặt cọc trước rồi, có nghĩa là họ chưa thấy cái xe nhìn như thế nào mà họ đã đặt cọc rồi. Và đương nhiên Rolls-Royce nói là bây giờ đã có nhu cầu để mà mua chiếc xe này đó cũng đang tăng cao lên. Thế như bạn nói là 300 người đặt cọc trước mua thì cũng đâu có gì gọi là nhiều đâu, nhưng mà các bạn nên biết đây là một cái hãng xe đó mà họ không có bán nhiều xe hàng năm. Các bạn nhìn thấy được là chúng ta tính vào năm 2021 đi thì cả năm đó là đi là một năm mà Rolls-Royce nói là giao rất là nhiều xe đó nhiều xe nhất ở trong uh, lịch sử luôn nhưng mà chỉ có 5.586 chiếc xe mà thôi thì các bạn thấy được là chưa gì hết đó. chiếc này người ta chưa thấy nhìn ra sao tại hôm nay mới công bố mà người ta đã đặt cọc là tổng cộng là 300 người chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ mà thôi thì đã là 6-7% của cái số lượng xe của năm ngoái rồi và khi mà họ đã ra mắt cái xe này rồi đó thì không biết là còn bao nhiêu người đang chờ đợi để mà đặt cọc để mua chiếc xe này mặc dù đây là một chiếc xe mà cực kỳ mắc luôn là 413.000 đô và thêm vào đó đó các bạn đã thấy là công ty GM đó, General Motors thì ngày hôm qua thường nhớ đó họ cũng đưa ra cái thông báo là họ sẽ có một chiếc xe điện là Celestic đây sẽ là một cái chiếc xe điện đứng đầu của hãng xe GM và với giá là 300.000 đô và hãng xe Rolls Royce đó họ nói là họ sẽ muốn có tất cả là xe điện hết vào năm 2030 thì uh, có hai điều tôi muốn chia sẻ ở đây trước hết đó, rất rõ ràng là những hãng xe đó đã chấp nhận xe điện là xu hướng của tương lai cho nên uh, những hãng xe đó đều chuyển hết qua bắt đầu làm xe điện và từ từ sẽ không làm xe xăng nữa điều thứ nhì đó là các bạn thì được là không biết lý do gì mà sau khi mà có dịch bệnh xe trở thành rất là mắc tiền các bạn thì được trước khi có dịch bệnh thường thấy được là ở hoa kỳ đi tại vì hoa kỳ xe nó cũng không có mắc so với lại những nước như là việt nam đó thì nhập về thì thuế rất là cao nhưng mà ở hoa kỳ đó thì thực ra người bình thường nó họ mua xe khoảng chừng là từ 20.000 cho đến 25 30.000 mà thôi đó là chiếc xe mà nhiều người lái thường ngày những người nào mua chiếc xe mà lên tới 40 50 đó thì đó thường là những cái chiếc xe luxury những cái chiếc xe nó đắt tiền hơn những dòng xe như là BMW hay là Mercedes đó là trước khi mà có đại dịch nhưng mà sau khi mà có đại dịch thì hầu như cái tâm lý của người mua xe đã đặt khác rồi một chiếc xe bây giờ các bạn thường là 40 đến 50 ngàn đã trở thành một chiếc xe một người bình thường lái và ngược lại những chiếc xe mà đắt tiền đó thì có thể là 100 ngàn, 200 ngàn rất là bình thường Các bạn đã biết là Thuận đang uh, lái chiếc xe Tesla s class Thì chiếc đó không đó thì ra khỏi cửa đó là 160 ngàn đô rồi Thì có một cái gì đó thay đổi có thể là tại vì cái chuỗi cung ứng phụ tùng cho xe đó bị tắt nghẽn Dẫn đến là cái tâm lý người mua đó là xe là một cái gì đó nó đắt tiền so với lại trước đây cho nên người ta có thể bỏ tiền túi ra nhiều hơn để mà mua nhưng mà các bạn thấy được là một bên thì nói là tình hình đang rất là tệ cho nền kinh tế nhưng mà chúng ta thấy được là có rất là nhiều người đặt mua những xe cây mắc tiền và chúng ta cũng đã thấy à, cái sự tương tự xảy ra khi mà chúng ta thấy à, cái công ty Ferrari nhớ là cách đây khoảng chừng vài tháng họ cũng nói là à, cái số lần người đặt mua Ferrari đó quá nhiều đến nỗi mà họ không thể nào giao xe được cho đến khoảng chừng là 6 tháng sau thì mới có đủ xe để mà giao cho thấy được à, nhu cầu đó rất là cao trên chiếc xe mắc tiền như thế này thì có phải là chúng ta đang nằm trong suy thoái tài chính hay là không? Thật ra nhiều bạn sẽ nói là điều này cũng không chứng minh được gì, tại vì có thể là người có tiền vẫn có tiền, tại vì những chiếc xe này đó thường người bình thường sẽ không có mua đâu. Cho nên uh, chúng ta chỉ đang nhìn vào một số lượng nhỏ của người tiêu dùng mà thôi, không có phải là đại diện cho tất cả người tiêu dùng ở Hoa Kỳ nói riêng. Cũng có thể luôn, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ thêm một số điều với các bạn thú vị hơn nữa đó. Uh, đây là cái uh, tài liệu được chia sẻ bởi uh, Bank of America trong cái uh, tài liệu quý ba của ngày hôm qua thì các bạn thấy được là trong cái hình này đó là có bốn hình từ bên trên này đó bên trên góc bên tay trái đó đây là cái số lượng chương mục thẻ tín dụng thì các bạn thấy được một điều gì bắt đầu đó là từ quý 4 năm 2021 đó thì cái số lượng account thẻ tín dụng đã tăng lên có nghĩa là cái số lượng người tiêu dùng đó sử dụng thẻ tín dụng và mở thẻ mới đó ở Bank America đã tăng lên từ 940 ngàn lên cho tới là các bạn thì được là 1,2 triệu tổng cộng uh, account đã được mở vào quý 3 của năm 2022 thì đây ít nhiều gì cho các bạn thì được là cái nhu cầu cái nhu cầu của người tiêu dùng uh, tiếp tục đang tăng cao lên họ có nhu cầu có thể tín dụng để mà tiếp tục tiêu xài. Kế bên đó đó là các bạn thấy được đây là cái uh, thống kê liên quan đến là người tiêu dùng mượn tiền để mà mua xe thì uh, sự thật đây đã có dấu hiệu giảm xuống rồi. Cái người mượn tiền mua xe đó các bạn thấy được là đã giảm xuống ở trong quý 3 so với những quý trước đó. Bên dưới này đó là cái số lượng người mà mượn tiền để mua nhà. Thì các bạn thấy được rất rõ ràng là cái số lượng người mượn tiền mua nhà đó đang có cái xu hướng là đi xuống. Các bạn thấy được là cái cột cuối cùng này là quý 3 đã thấp hơn nhiều so với quý 2, quý 1 và quý 4 của năm 2021. Và cái biểu đồ cuối cùng đó bên dưới này đó là các bạn thấy được đây là đại diện cho home equity có nghĩa là đây là những cái uh, chương mục mà mượn tiền dùng cái nhà đang có làm thế chấp không phải là mua nhà mới mà cái nhà các bạn đang có làm thế chấp đó thì uh, vẫn đang ở mức cao không có xu hướng suy giảm các bạn thấy được là cái quý 3 vẫn tương đương với quý 2 thì tôi chia sẻ cái thông này với các bạn đã làm gì thì trước hết đó, có vài điều chúng ta thấy được là bên dưới này đó các bạn thấy được là có một cái uh, hàng nó để là file Tycho này đó là cái điểm tín dụng của người tiêu dùng mà đi vay mượn ngân hàng này thì các bạn thì được là điểm tín dụng đó 770 hay là các bạn thì được điểm tín dụng trung bình của những người mà mượn tiền mua xe đó là 789, mượn tiền mua nhà đó là 769 và à, mượn tiền dùng nhà làm thế chấp đó home equity line là 792. Thì những con số này đó cho chúng ta thấy được là người tiêu dùng mà đi vay mượn hiện bây giờ đó là những người mà có khả năng và điểm tín dụng tốt tại vì điểm tín dụng đó mà các bạn thấy được là hơn 720 là coi như là tốt rồi như là đây là một người mà thường là họ sẽ có cái thu nhập ổn định có thể là thu nhập cao và họ đã có lịch sử trả nợ mà không có bị trễ hạn cho nên cái điểm tín dụng rất là cao cho nên cái số lượng người tiêu dùng này đó là cái số lượng người tiêu dùng mà ngân hàng coi như là khách hàng tốt của họ có điểm tín dụng tốt thì các bạn thấy được là đây cũng là một cái dẫn chứng cho thấy được là tuy là chúng ta thấy là cái người tiêu dùng đó vẫn đang có nhu cầu để mà sử dụng tiền nhiều à, mở thẻ tín dụng họ mượn tiền từ nhà của họ có thể là họ mượn tiền để tu sửa nhà hay là họ mượn tiền để mà mua xe hay là bất cứ họ mượn tiền để làm gì thì vẫn đang tăng lên rất rõ ràng là cái biểu đồ đầu tiên và biểu đồ cuối cùng nó là cho thấy là không hề có cái sự suy giảm nhưng mà ngược lại cũng cho chúng ta thấy được là cái số lượng người mà đang chi tiêu bây giờ đó là cái số lượng người mà có thể là có lương cao và họ có khả năng để mà chi tiêu chứ không có phải là đại diện cho tất cả người ở trong thị trường hiện tại và điều kế tiếp các bạn thấy được là cái số lượng người mà mượn tiền để mua xe mua nhà đó thực sự đã giảm xuống nhưng mà giá nhà không có giảm như vậy có nghĩa là có khả năng là giá nhà sẽ giảm nó chỉ là đang bị trì hoãn hiện bây giờ mà thôi và điều thường muốn nói đây đó là khi các bạn nhìn thấy được những thông tin như là thường vừa chia sẻ đó thì có khả năng là một là chúng ta thật sự là không có cái suy thoái tài chính nào hết đó. tất cả chỉ là một cái thông tin của những ngân hàng có thể tung ra tại vì họ đang muốn tự gom hàng à, chứ không có suy thoái tài chính họ thật sự không nghĩ như vậy họ chỉ muốn các bạn đã đừng mua những cổ phiếu những tài sản ở mức giá này để họ mua tại vì cái mức giá này là cái mức giá thấp nếu các bạn nhìn vào một góc cạnh là cái người tiêu dùng nó vẫn đang chi tiêu nhiều hiện tại nền kinh tế đó vẫn không có dấu hiệu là suy giảm thất nghiệp vẫn đang thấp và những công ty đó thật ra quý bà họ vẫn thông báo lời mà đâu có cái dấu hiệu suy thoái tài chính nào đâu đó là một cách nghĩ có thể là tất cả chỉ là một trò lừa đến từ những công ty full war để cho họ có thể là có thêm thời gian để mà thu mua những cái chứng khoán giá thấp hiện bây giờ nhìn một góc cạnh khác đó thì có thể là chúng ta không những là có suy thoái tài chính mà còn sẽ có một suy thoái tài chính rất là nặng nữa khi mà chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó những người mà chi tiêu là những người mà đang có tiền hiện tại những người mà có thu nhập ổn định và cho đến một mức nào đó đó nếu như mà thật sự những công ty sa thải và cái số lượng việc làm nó ngày lại càng thấp xuống và một ngày đâu đó chúng ta thấy được là cái số lượng phần trăm thất nghiệp tăng cao thì cái số lượng phần trăm thất nghiệp đó nó hoàn toàn có thể là bao gồm những người mà đang có thu nhập tốt bây giờ và đang chi tiêu và những người này đó sẽ biến mất trong thị trường trong cái phương diện là người tiêu dùng thì chúng ta được là cái sự sụp đổ của nền kinh tế nó sẽ rất là mạnh và rất là nhanh cho nên về suy cá nhân của thượng mà thôi các bạn có thể đóng góp ý kiến riêng của bản thân của mình thông thiên nghĩ là một là chúng ta sẽ không có suy thái tài chính nào hết và tất cả chỉ là một cú lừa và thị trường sẽ từ từ phục từ đây còn hai đó là chúng ta sẽ có cái suy thái tài chính mạnh hơn là nhiều người nghĩ tại vì những người này đó là những người còn lại để mà giữ vững nền kinh tế của hoa kỳ dựa theo ít ra thông tin của bank of america là như vậy cho nên khi mà họ biến mất đó, thì thị trường sẽ sụp đổ rất là nhanh luôn Cho nên một là chúng ta không muốn suy tài chính Hai là suy thái tài chính sẽ rất là nặng Chứ không có phải giống như là nhiều bài báo bây giờ nói là Có thể chúng ta có suy thái tài chính Nhưng mà cái này là không nặng như mọi người nghĩ Đó là suy cá nhân của thùng mà thôi Các bạn nghĩ thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a